Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của mình nhá. Thì mình vừa mới ra bưu cục lấy cái đơn hàng bé Flo này về mọi người ạ. Và cái đơn này thì nó bị dập hết rồi, mình rất là lo cho tình trạng của bé rùa ở bên trong. Thì giờ mình sẽ đi về nhà nha mọi người. Mọi người hãy cùng theo dõi mình để xem là bé rùa này thế nào nhé. Mình vừa về đến nhà rồi nhá tất cả mọi người. Nhưng mà mọi người nhìn này, đơn hàng bị bóp méo luôn. Mình sẽ quay tất cả các góc mọi người nhé. Để mọi người thấy không? Bên đơn vị vận chuyển họ bảo là trời mưa nên là cái nước nó ngấm vào trong cái này nên là dẫn đến là bị nhão cái thùng bìa cắt tông ra. Thì giờ mình sẽ bóc để khui con rùa ra luôn nha, mình sợ là nó còn không qua khỏi luôn đấy. Cái bìa này cắt tông bên trong nó rất là ướt mọi người. Được, vẫn còn sống nhưng mà hơi yếu mọi người ạ. Mắt nó nhắm tịt rồi. Đây mình sẽ quay sáng cho mọi người xem này. Đây nha. Mình sẽ khui con rùa nha mọi người. Bé này thì là vận chuyển từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra nên là đi đường khá là xa. Chờ một chút nha, ta sẽ tháo mình ra nha. Mình sẽ giải phóng cho con rùa nó ra ngoài một tí, không là nó sẽ sốc nhiệt lắm. Cái này thì đã có một cái hành trình khá là vất vả khi mà đến với mình. Từ trong thành phố Hồ Chí Minh mà đi ra đến tận ngoài Bắc mọi người. Bán lại cái bọc khá là nhiều lớp và mình hiểu nguyên nhân là tại sao này nó bị ướt rồi. Nó là do bạn đấy thấm ướt cái vải này nhá. Thế là thì cái để giữ ẩm cho con rùa thì sau đấy thì cái nước này nó chảy ra cái bìa cắt tông, dẫn đến là cái thùng bìa nó bị nhão hết ra nhá. Thì mọi người nhìn gai con rùa này, đây nhá, nhìn khá là hung tợn luôn. Quá nhiều lớp mọi người. Ui, bên trong có một lớp nữa cơ. Bạn này bạn ấy cuốn nhiều thế. Mình cắt này thôi mà cũng mỏi hết cả tay luôn. Chờ một chút nha, sắp được ra rồi. Sắp được tự do rồi. Đây mọi người thấy nó to chưa? Rất là to luôn nha.
nó đi phân này mọi người này, mọi người nhìn này. Thì giờ mình sẽ bắt nó vào để mình vệ sinh cho nó đã. Giờ mình sẽ tiến hành mình rửa qua người con rùa cho mọi người. Xin lỗi là tại vì ở trong nhà vệ sinh nó hơi ồn một tí. Đây, nhìn những cái bẩn nó ra này, rất là nhiều luôn. Con rùa nó vừa cho mình một quả ướt hết cả người mọi người ạ. Vãi trưởng thật. Mình ướt hết cả đầu với là cả quần áo luôn, nó dấy quả đấy. Kiếp nạn đầu tiên khi mà nuôi rùa. Bây giờ mình sẽ cho nó sạch sạch một lúc nữa nhá, xong mình sẽ cho vào trong một cái thùng nhựa mình nuôi tạm để cho nó ổn định đã. Sau đấy thấy nó bình tĩnh lại rồi thì mình mới nuôi bể kính nha mọi người, không mà nó mình sợ là nó sẽ táp vỡ kính của mình. Đây là sau khi mình cho con rùa vào cái thùng nhựa rồi nha. Mình nghĩ là cái thùng nhựa này thì con rùa nó có thể trèo qua bất cứ lúc nào luôn. Và khi mà mình ướm ấy thì mình sợ là cái bể này nó không chứa được con này mọi người ạ. Nó táp một phát thì nứt kính mất. Đây mình đang định cho con rùa clo này vào trong cái bể kính nhưng mà mình thấy nó to quá. Con này là size tầm 20 nha mọi người. Đây cho mọi người xem trực tiếp này. Gai góc con này thì rất là khủng. Nhìn nó rất là hung dữ luôn đấy. Đấy mọi người nhìn thấy cái gai đầu của nó. Giờ mình sẽ cho một ít nước vào nha mọi người. Khi mà mình cho nước vào thì mình thấy cái chất bẩn nó ra luôn này, mọi người nhìn này. Vừa lấy cọ vẫn chưa sạch nha. Con này mình nghĩ là cái bể này nó trèo ra rất là dễ. Thì sau mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ mua cho nó một cái bể khác. Rồi mình cứ để em nó ở đây cho nó bình tĩnh đấy nha mọi người. Có gì thì mình sẽ theo dõi và cập nhật thêm ở những video sau nha. Bye bye mọi người.